Đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội được người dân gọi với cái tên là khu phố chim. Tục phóng sinh của người Việt thường diễn ra vào hai dịp là rằm tháng Giêng và rằm tháng Bảy. Việc phóng sinh vốn để thể hiện tấm lòng từ bi, mong muốn đem lại sự an lạc cho muôn loài chúng sinh. Chim sẻ và chim di là hai loại chim được dùng để thả phóng sinh nhiều nhất vì loại chim này nhỏ, dễ sinh sản, dễ nuôi bằng cám hoặc thóc nên được nuôi bán nhiều. Thú nhung khác với sự tấp nập mọi năm, những hàng quán bán chim phóng sinh hoàn toàn vắng khách dù đã cận kề ngày lễ. Cô Phạm Thị Liễu, chủ một cửa hàng bán chim trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết, năm nay tình hình buôn bán rất ế ẩm. Nếu như năm ngoái, trung bình một ngày cô bán được 100 con chim, năm kia có ngày bán được tận 500 con chim một sáng, thì năm nay chỉ túc tắc vài chục con một ngày. Mọi năm tầm này, cô Liễu thường phải chuẩn bị nhiều lồng chim sẻ, thậm chí có lúc cháy hàng không có phải đợi nhập, giá lên cao chót vót. Tuy nhiên năm nay, tiệm chim của cô chỉ bày sẵn một lồng chim sẻ duy nhất, vẫn còn mấy chục con chim dù đã sát ngày rằm. Lác đác người vào hỏi, cũng hỏi chim cảnh để nuôi chơi, chứ không mua chim phóng sinh. Giải thích cho việc chim ế khách năm nay, nhiều chủ cửa hàng cho rằng người dân đã dần tiết giảm chi tiết trong lễ cúng cô hồn. Nhiều người do quá bận rộn không thể tự tay làm lễ, đặt lễ tại chùa nên cũng không cần chọn mua chim phóng sinh. Việc tiết giảm phóng sinh cũng giúp nhiều gia đình tiết kiệm chi phí, bởi theo quan niệm dân gian, mùa Vu Lan thường sẽ phóng sinh với số lượng 21 con trở lên. Để một gia đình phóng sinh 21 con chim sẻ đã phải bỏ ra không dưới 400.000 đồng. Tuy nhiên, cô Liễu cũng cho biết, tuy lợi nhuận cao nhưng đây chỉ là công việc thời vụ, không quá ảnh hưởng đến thu nhập chung của cửa hàng. Những năm trước thiếu chim, chim sẻ mới bẫy về chưa thuần chủng cũng có tỷ lệ chết cao, nên dù giá bán cao cũng không lời lãi như nhiều người nghĩ.